Bộ Y tế vừa chính thức lý giải lý do vì sao rút ngắn thời gian tiêm mũi 3 từ 6 tháng còn 3 tháng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, đây là một biện pháp nhằm tăng cường kháng thể để chống lại sự lây lan của biến chủng Omicron. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, việc rút ngắn thời gian tiêm này dựa theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước. Cùng với đó, đây là biện pháp tăng cường nhằm chống lại sự lây lan của biến chủng Omicron. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc biến thể Omicron, song nguy cơ biến chủng xâm nhập vào nước ta là rất lớn. Bộ Y tế đề nghị các địa phương giả soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28 tháng 11 đến nay đã xét nghiệm dương tính, giải trình tự gen virus nhằm xác định biến thể Omicron. Hiện một vài tỉnh thành đã tiến hành tiêm liều nhắc lại cho người dân như là Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tây Ninh. Ngày càng nhiều nước rút thời gian chờ tiêm liều vaccine thứ ba từ 6 tháng xuống còn 3 tháng nhằm ngăn chặn sự gia tăng số ca mắc biến thể Omicron. Một vài nước như là Hàn Quốc, Anh và Thái Lan đã rút thời gian chờ tiêm liều thứ ba xuống còn 3 tháng, trong khi Bỉ rút xuống còn 4 tháng.